Hello， 大家好，我是迪丽热巴，我正在拍摄 InStyle 优佳画报封面大片 InStyle Into Yourself。Đây là Nhiệt Ba, hay còn gọi là Ba Béo, sinh ra tại Tân Cương vào ngày 3 tháng 6 năm 1992, dân tộc Duy Ngô Nhĩ, thuộc chùm sao Song Tử, chiều cao 1m69, nhóm máu AB, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là ca sĩ đơn ca của đoàn ca múa nhạc Tân Cương. Từ thuở bé, Ba Béo đã tỏ ra hứng thú với các bộ môn nghệ thuật, cô chủ động theo học đàn piano, violin, vũ đạo. Năm 2010, cô thi đậu vào Học viện Hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành biểu diễn. Sau đây hãy cùng soi giá điểm qua danh sách phim đồ sộ của cô này đáng yêu này nhé. Là bộ phim Anna Nghỉ Hẳn. Năm 2013, Đình Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong phim truyền hình Anna Nghỉ Hẳn với vai nữ chính. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trên màn ảnh. Bộ phim sau khi phát sóng đã nhận được đề cử bộ phim xuất sắc nhất tại giải Phi Thiên lần thứ 30. Phim dựa trên một câu chuyện có thật. Nó diễn ra vào cuối những năm 1940 đến đầu những năm 1950, trong thời gian giải phóng Tân Cương, trong một ngôi làng nghèo ở Kasgar. Ở vị trí thứ hai là bộ phim Cậu Kiến Kỳ Đàm. Nhớ cháu đi học rồi là. Tháng 7 năm 2014, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang Tiên Hiệp Ăn Cách Cổ Kiếm Kỳ Đàn, vốn được chuyển thể từ game. Trong phim, Ba Béo làm nổi bật vẻ đáng yêu, dễ thương và lanh lợi của nhân vật. Cô đóng vai nữ đệ tử duy nhất của Thiên Dung Thành, Hoa Sen Tiểu Sư Muội. Ở vị trí thứ 3 là bộ phim Cùng Yêu Trời Quét Bộ. Cũng trong tháng 7 năm 2014, Ba Béo tham gia phim Tình Yêu Thời Web Pro phát sóng trên mạng. Trong phim, Ba Béo và vai tiểu công chúa Ngô An Phách được nuông chiều, đóng cặp cùng Cao Vĩ Quang. Ở vị trí thứ 4 là bộ phim Chế Tạo Mỹ Nhân. Vào tháng 9 năm 2014, Ba Béo đóng phim Chế Tạo Mỹ Nhân của đài truyền hình Hồ Nam phát sóng. Ba Béo và vai Khuynh Thành. 你觉得这位姑娘好看吗？倾城参见公主，这位姑娘看起来好面熟。
倾城，倾城，倾城，倾城，倾城。莫言，我也是真心爱你的。倾城，倾城，倾城，倾城。真是没想到，风尘中也有这般劫掠的。Vị trí thứ 5 là bộ phim Kỳ Duyên Trong Sóng Gió. Tháng 10 năm 2014, tham gia đóng phim cổ trang lịch sử ngôn tình Kỳ Duyên Trong Sóng Gió. Trong phim, Nhật Ba lại lần nữa biểu diễn điệu múa dân tộc sở trường. Ba Béo diễn vai Ly Cơ Dương, mỹ nữ nước láng giềng thi múa với nữ chính Giác Tân Nguyệt.跪在魏无忌面前敬酒，就是说他已经择定魏将军了。ở vị trí thứ sáu thuộc về bộ phim Người Tình Kim Cương. Thiên Tử, 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 2015, Ba Béo vào vai nữ ngôi sao nổi tiếng Cao Văn trong bộ phim Người Tình Kim Cương, tham gia diễn xuất cùng Đường Yên, Biren và La Tấn. Nhờ diễn xuất tự nhiên và đáng yêu trong bộ phim này, cô đã nhận được giải nữ diễn viên mới được khán giả yêu thích nhất tại Quốc kịch Thịnh Điển năm 2015. Tôi đã biết rồi. 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 Tôi đã biết rồi.知道有的时候长得可爱也是一种负担，为此我也挺困扰。哎呀，你放手！我要看是谁要谋反总攻。啊！你玩去！你看我是一个灯笼。干嘛不关门？啊！秦香，放开那个包，有事先说我来。干杯！ở vị trí thứ bảy là bộ phim Lục Phiến Môn. Ba Béo đảm nhận vai nữ chính Tô Dật Thanh. Phim lấy bối cảnh giữa thời Minh, hoàng đế già hôn mê bất tỉnh, việc lập thái tử bị trì hoãn không quyết. Hoàng tử và Tề Vương nhâm nhe hoàng vị, âm thầm cấu xé. Lúc này trong kinh thành xảy ra vụ án giết người hàng loạt, chỉ định cho Lục Phiến Môn xử lý vụ này. Thống đối của Lục Phiến Môn là Thân Tử Mộc, vốn định làm sứ giả hòa bình, nhưng không ngờ người con trai Thân Lực Hành lại vô tình bị cuốn vào trong vụ án này. Ở vị trí thứ 8 là bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Truyền hình Tam Sinh Tâm Thế này, nhân vật Phượng Cửu do mỹ nhân Tăng Cương Ba Béo thủ vai lại nhanh chóng gây sốt khắp cộng đồng mạng nhờ vào vẻ đáng yêu hiếm thấy và hành trình cặp đi tìm trâu hấp dẫn. Tuy không đảm nhận vai trò nữ chính, nhưng đất diễn của Nhiệt Ba trong phim lại được khai thác rất triệt để. Chuyện tình cặp đi tìm trâu giữa Phượng Cửu và Đồng Hòa Đế Quân khiến fan hâm mộ cực kỳ thích thú. Ở vị trí thứ 9 là bộ phim Liệt Hỏa Như Ca.
Viên kể về những ân oán tình thù đầy đau khổ và đẫm nước mắt giữa người thừa kế Sơn Trang Liệt Như Ca và Ba Béo thủ vai và ba người đàn ông trong cuộc đời của nàng: một Ngân Tuyết phong bà tuyệt sắc, một Chiến Phong hài hước nhưng kiêu ngạo, và một Tự Hàn điềm đạm dịu dàng.为什么穿成这样啊？ở vị trí thứ 10 thuộc về bộ phim Một Ngày Một Đêm. Đây là tác phẩm nên duyên cho Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Đặng Luân, rất được người hâm mộ chờ đợi. Phim Nghìn Lẻ Một Đêm là một trong số ít những bộ phim xã hội hiện đại của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong phim, cô đóng vai cô gái mặc cảm lăng lăng thấp. Của tôi sao nè? Chứ sự thấp. Sử sao tuy lăng mạnh như yêu hội. Giờ mơ.